Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về một cái vận hạn mà các cụ nhà ngày xưa là rất sợ, đúng không ạ? Đó là vận hạn 4953. Các cụ ngày xưa có câu nói là 49 chưa qua, 53 đã tới. Vậy thì trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì những con giáp nào phạm cái tuổi 4953 và vận hạn của những con giáp đó sẽ ra sao? Cát hung thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian ấy, thì mỗi người đều phải trải qua những cái tuổi hạn nhất định. Và nhiều người vẫn tin rằng vào cái năm hạn thì con người sẽ gặp nhiều cái chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ cái thời điểm nào trong cuộc đời thì đều có thể là gặp những cái hạn xấu. Nhưng mà những người theo đạo thì thường là gì? Xem hai cái tuổi 49 và 53 là cái tuổi hạn nặng nhất trong đời người, nên là được nhắc đi nhắc lại nhắc tới thường xuyên bởi cái câu cửa miệng là 49 chưa qua thì 53 đã tới. 49 chưa qua 53 đã tới là cái câu nói ám chỉ cái tuổi hạn của mỗi người. Tức là vào cái năm mà 49 tuổi hoặc là cái năm 53 tuổi ấy, thì con người này sẽ gặp nhiều cái điều xui xẻo, nhiều cái vận xấu, thậm chí là nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Hậu quả là cái tuổi 49 chưa qua hết thì cái tuổi 53 nó đến. Đó. Cái hạn 53 nó cũng xấu không kém cái hạn 49. Thưa quý vị, vậy thì trong năm 2024, năm Giáp Thìn thì chúng ta sẽ có hai con giáp là bị phạm vào cái tuổi 49 và cái tuổi 53. Những người phạm vào tuổi 49 ấy, thì là những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Một là những người sinh năm 1976 là Bính Thìn. Đó. Và cái tuổi 53 ấy, thì nó sẽ rơi vào tuổi nào? Cái hạn 53 thì nó rơi vào tuổi là gì? Tuổi thứ hai là tuổi 1972, là tuổi Nhâm Tý. Đó. Nam, nữ, nam, nữ. Tại vì cái hạn 4953 nó có ảnh hưởng khác nhau với nam mệnh và nữ mệnh, đúng không ạ? Thì với những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 mà nam mạng ấy, nói chung trong năm 2024 Giáp Thìn thì với những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, nói chung là khi bước sang cái năm 2024 ấy, thì đời sống hôn nhân cũng gặp nhiều cái trục trặc vất vả. Nói chung lại vừa bị phạm cái hạn thái tuế, lại vừa phạm cái hạn tam tai, lại dính vào cái hạn 49 nữa. Vậy nên đây sẽ là được coi là một con giáp, nói chung là cũng không được may mắn nhiều trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Trong nhiều vấn đề thường ngày thì vợ chồng sẽ có những cái quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau. Thậm chí đôi khi còn cãi vã gay gắt, động chân động tay. Khi căng thẳng không được xoa dịu ấy, thì có người sẽ chỉ lựa chọn ly thân ấy. Nói chung ấy, thì trong thời gian này cái sức khỏe nó cũng không được đảm bảo, có những điểm báo sa sút không tốt do một cái thói quen xấu như là dùng rượu bia hoặc là các chất kích thích. Thì ngoài ra một số người đam mê bài bạc có thể gì liên quan đến cái vấn đề về hình sự, vừa mất tiền lại vừa mất cái thanh danh của mình, đúng không ạ? Trong năm 2024 Giáp Thìn thì những người tuổi 49, những người phạm hạn 49 thì đó chính là những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đó. Phạm vào cái sa hạn 49 ấy, thì nó sẽ bị phạm vào cái hạn đó là gì? Nó gặp cái sao Thái Bạch. Thái Bạch. Và cái hạn gì? Hạn Toán Tận. Đây nam mạng nhá, nam mạng sẽ gặp hai cái hạn này, cái sao Thái Bạch và cái hạn Toán Tận. À còn với nữ mệnh tuổi 1976 Bính Thìn thì gặp sao gì? Được cái sao Thái Âm. Thái âm chiếu mệnh. Và cái hạn 5 thì nó là cái hạn Huỳnh Tuyền. Đó. Đó là những cái vận hạn của năm. Như vậy là với những gia chủ tuổi Bính Thìn nam mạng sinh năm 1976 thì gặp cái sao Thái Bạch và cái hạn Toán Tận. Thì cái sao Thái Bạch quý vị biết ấy, ngày xưa các cụ có câu là gì? Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Nói chung cái hạn 53 nó là một cái hạn khá là xấu. Đấy. Cái sao Thái Bạch này là các cụ có câu là gì? Thái Bạch sau ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Thái Bạch nó là cái hung tinh, nó chủ về chuyện hao tốn về tiền bạc. Có câu cửa miệng là gì? Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Những người mà bị phạm vào cái sao Thái Bạch ấy, thì công danh sự nghiệp cũng như là cái công việc kinh doanh buôn bán thì có tiểu nhân quấy phá liên miên, dẫn đến chuyện là mất tiền mất của, có thể trắng tay. Trong thời gian này quý vị cũng đề phòng những cái chuyện quan sự. Cái sao này nó xấu nhất vào tháng 2, tháng 5 và cái tháng 8 âm lịch. Đặc biệt là khi gặp cái sao Thái Bạch thì quý vị cũng kỵ cái màu trắng. Đó.
À, bên cạnh đó thì để hóa giải cái sao Thái Bạch thì hàng năm vào cái dịp lễ đầu năm ấy thì quý vị có thể tiến hành một cái lễ nghênh sao giải hạn đầu năm, hoặc là quý vị có thể sử dụng một cái vật phẩm phong thủy may mắn để mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi tuổi Bính Thìn sinh năm 1916 để hóa giải cái vận hạn này đi. Và để hóa giải cái vận hạn ấy thì các cụ ngày xưa vẫn dùng một cái linh phù giải hạn hoặc là sử dụng một cái minh quang pháp bảo của nhà Phật. Cái minh quang pháp bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó làm bằng bạc đúng không ạ, và nó trong đó có chứa cái lục tự đại minh chú và cái chú bát nhã tâm kinh đó. Thì đây là một cái loại chú mà giúp cho tịnh tâm an nhiên. Cái minh quang pháp bảo nó là cái pháp khí phong thủy chuyên để hóa giải những cái vận hạn của năm, mang lại cho quý vị một năm bình yên may mắn. Minh quang pháp bảo cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, bên cạnh đó thì cái năm mà gặp cái hạn này này, nội cái toán tận, nói chung ấy toán tận thì các cụ có câu là gì, toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gởi tay bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau. Gặp cái hạn toán tận thì nó chủ về chuyện hao tốn về tiền của, ốm đau bệnh tật. À, ngoài ra ấy, thì quý vị cũng phải cẩn thận cái tai nạn xe cộ, nó gây nguy hiểm đến tính mạng, hay là gì vì tiền mà bỏ mạng đó. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, khi mà gặp cái hạn toán tận này thì quý vị cũng cần phải sử dụng cái minh quang pháp bảo để hóa giải nhé. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái minh quang pháp bảo để hóa giải cái vận hạn xấu của năm do cái hạn 4953 nó mang lại. À, cái minh quang pháp bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. À, và khi cái vật phẩm mà được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ ấy thì nó mới phát huy được công năng tốt nhất, chiêu tài lộc, hóa giải những xung sát thị phi, mang lại cho quý vị một năm bình yên may mắn đó. Còn với nữ mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 đúng không, thì trong cái năm hạn 49 tuổi thì quý vị gặp cái sao Thái Âm và cái hạn Hình Tuyền. À, thì như quý vị biết cái sao Thái Âm nó là một cái sao tốt đúng không ạ, các cụ có câu là gì, Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ân để dành, tháng 10 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Cái sao Thái Âm nó là một cái cát tinh, nó mang lại cái sự hòa hợp trong các mối quan hệ, mang lại cái sự may mắn về tiền bạc, nhất là cái cơ duyên với bất động sản. Nói chung ấy, những người tuổi 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 Bính Thìn 1976 nữ mạng gặp cái sao Thái Âm nó chiếu mệnh thì các hạng mục đầu tư liên quan đất đai trong năm 2024 ấy thì có cơ hội phát tài phát lộc đó. Vậy nên là quý vị cũng gì rất là may mắn trong thời gian này. À, bên cạnh đó thì gặp cái hạn năm, ở cái độ tuổi 49 ấy, thì gặp cái hạn là cái hạn Huỳnh Tuyền đúng không ạ, cái hạn Huỳnh Tuyền các cụ nói là gì, Huỳnh Tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến giải ốm đau, à, khuyên ai khấn nguyện hết lòng cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. À, thưa quý vị, gặp cái Huỳnh Tuyền ấy, thì dễ mắc bệnh bạo bệnh mất tiền vì những cái vấn đề về sức khỏe của mình. Thì ngoài ra bản mệnh cũng dễ bị đau đầu chóng mặt, khí huyết thì lưu thông kém. À, quý vị nên hạn chế đi lại trên con đường sông nước, đó kéo lại gặp họa sát thân. Những người tuổi 76, 1976 Bính Thìn và 1975 Tý thì đều ngoài những cái vận hạn này ra thì đều gặp một cái hạn nữa là gì? Cái hạn tam tai. Với những người tuổi Bính Thìn lại thêm một cái hạn là Thái Tuế. Vậy nên trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn là một cái năm mà cũng không hề dễ thở với những người tuổi Bính Thìn. Đấy, những khó khăn, những trục trặc nó cứ liên tiếp ập tới, vận hạn thì nó cũng gặp nhiều cái điều trắc trở. Vì thế mà trong năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, để hóa giải cái hạn 4953 đúng không ạ? Thì quý vị nên sử dụng một cái vật phẩm phong thủy. Nếu với nữ mạng nhé, nữ mạng thì quý vị sẽ sử dụng cái vật phẩm phong thủy tên là gì, Vạn Phúc Chi Nhân. Cái Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó có hai mặt, mặt trước là nó có hình chữ vạn của nhà Phật, đây biểu tượng chữ vạn của nhà Phật thì mang lại cái vạn điều may mắn, vạn sự cát lành, mà sau là có hình chữ phúc, tức là tăng cường cái phúc đức, tăng cường cái may mắn cho gia chủ. Và bên dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một loại đá quý phong thủy mang cái năng lượng dương cao, nó sẽ giúp quý vị là gì, tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái may mắn và tài lộc. À, bên cạnh đó thì cái Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, quý vị có thể sử dụng cái Vạn Phúc Chi Nhân bằng cách là gì, liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1916 là nữ mạng đó. Còn với cái hạn tam tai ấy, với cái hạn tam tai thì quý vị có thể sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải nhé. Vòng tam hợp quý nhân
thì quý vị có thể sử dụng vòng của tam hợp quý nhân là thân tí thìn đấy. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng để hóa giải, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, giúp hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc thì cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc cho mình. Bên cạnh đó thì cái vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, đó là cái hạn 49. Thì tiếp theo cái hạn 49 là cái hạn 53, đúng không? 49 chưa qua, 53 đã tới. Và những người mà phạm phải cái hạn 53 này trong năm 2024 Giáp Thìn thì chính là những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 thì nói chung ấy may mắn hơn những người tuổi Bính Thìn. Những người tuổi Bính Thìn bị phạm vào cái tam tai và cái cục diện là thái tuế, nhưng mà trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 lại gặp được cái cục diện là tam hợp với thái tuế đó. Bên cạnh đó lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên ấy là khi bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn thì hầu hết các phương diện của những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 ấy, thì đều được phát triển tốt đẹp, công danh hay tài lộc đều có những cái bước tiến triển, có thể thực hiện hóa được cái tham vọng của mình. Trong năm nay, năm 2024 năm Giáp Thìn thì bản mệnh vẫn nên tăng cường cái kiến thức chuyên môn cũng như là cái nghiệp vụ, sẽ có lợi cho cái việc nâng cao cái năng lực của bản thân đó, và càng dễ làm ăn phát đạt trong cái thời gian tới. Tuy nhiên một vài cái hung tinh nó cũng sẽ khiến cho gia chủ gặp phải một số cái tranh chấp về tài chính. Các dự án liên quan đến số tiền lớn thì quý vị cũng nên cẩn thận. Đấy, gặp cái hạn 4953 này thì làm gì cũng phải cái gì, cần phải có hóa đơn chứng từ rõ ràng để lưu lại, để đối chứng. Đấy, quý vị không nên làm qua loa mơ hồ, nếu không rất dễ gặp họa. Trong năm thì sức khỏe của những người tuổi 1972 Nhâm Tý thì nói chung ấy cũng chú ý đến những cái khó chịu ở trong cơ thể do mệt mỏi, do là căng thẳng. Đồng thời cũng phải cần chú ý nhiều hơn đến các bệnh về như là cảm xúc bình thường, cảm vật vân vân. Quý vị cũng nên vận động nhiều hơn để cho gì, để cho các kích hoạt cái cơ xương cũng như là tăng cường cái khả năng miễn dịch của mình. Đó. Năm nay thì nói chung cũng là một năm mà khá may mắn với những người tuổi Nhâm Tý, đúng không ạ? Nhâm Tý 1972. Với nam mạng thì sẽ gặp cái sao Thái Âm và cái hạn Diêm Vương. Đúng không? Thái Âm. Và hạn Diêm Vương. Còn nữ mệnh thì gặp sao Thái Bạch và cái hạn Thiên La. Thiên La. Đó. Đó là những cái sao mà những người tuổi Nhâm Tý 1972 gặp phải. Đầu tiên chúng ta cùng xét về nam mạng. Nam mạng gặp sao Thái Âm và cái hạn Diêm Vương. Nói chung ấy, các cụ ngày xưa khi nhắc đến sao Thái Âm thì có cái bài thơ sau: Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Cái sao Thái Âm nó là một cái cát tinh, nó mang lại cái gì, sự hòa hợp trong các mối quan hệ, cái sự may mắn về tiền bạc, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì quý vị trong năm ấy lại gặp cái hạn gì, là cái hạn Diêm Vương. Ngày xưa các cụ có nói về hạn Diêm Vương như sau: Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động dày văn thư. Cái năm mà gặp cái hạn Diêm Vương này thì đương số cũng cần phải cẩn trọng liên quan đến cái chuyện làm ăn, kẻo vướng vào cái kiện tụng pháp luật, cãi vã và tranh chấp. Đôi khi chúng ta giúp người nhưng mà hóa ra gì, làm ơn mắc oán. Thì ngoài ra cần phải hết sức lưu ý đề phòng đi lại khi tham gia giao thông, đề phòng những cái tai nạn, tai ương bất ngờ nó có thể ập đến trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Và quý vị chú ý là trong năm thì dễ có chuyện buồn, chuyện tăng chế. Vì thế đối với những người tuổi 1972 Nhâm Tý nam mạng ấy thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Trên sáu cạnh sáu mặt của nó có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật, và ở giữa cái viên cầu pha lê thì nó có chứa một cái chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi chúng ta dọi đèn qua thì nó sẽ hiện lên cái hình tượng Đức Phật đang ngồi thiền kèm theo cái bài chú Bát Nhã Tâm Kinh.
Khi mang theo bên mình thì sẽ được Đức Phật che chở độ mạng giúp đỡ, giúp khai sáng trí tuệ, giúp đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì cái Minh Quang Pháp Bảo nó cũng được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên nó sẽ hoàn toàn phát huy được cái công năng tốt nhất, hóa giải những cái xung sát, những cái vận xấu do cái sao Thái Âm, sao Thái Bạch cũng như cái hạn tam tai nó mang lại. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Nhâm Tý 1972. Thưa quý vị, bên cạnh cái tuổi Nhâm Tý 1972 là nam hạn thì với nữ mạng thì có sao Thái Bạch đối chiếu mệnh và cái hạn năm là cái hạn Thiên Lang. Nói chung sao Thái Bạch, khi nhắc đến sao Thái Bạch thì các cụ vẫn có câu thơ là gì: Thái Bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài, tháng năm là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Cái Thái Bạch nó là một cái hung tinh, nó chủ về chuyện hao tốn mất mát về tiền bạc, về tiền của. Có câu nói là gì: Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Khi mà gặp cái hạt sao Thái Bạch ấy, thì công việc kinh doanh buôn bán làm ăn thì dễ bị tiểu nhân quấy phá và dễ gây chuyện mất mát về tiền của. Nói chung ấy, có thể bị tán gia bại sản, trắng tay lúc nào mà không hay. Vậy nên trong năm ấy, quý vị cũng cần phải đề phòng những cái vận xấu do cái sao Thái Bạch nó mang lại. Đặc biệt cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 2, tháng 5 và cái tháng 8 âm lịch. Vì thế mà quý vị cần phải hết sức đề phòng. Đó. Bên cạnh đó thì nữ mệnh thì gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên La. Các cụ có câu là gì: Thiên La hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên La hại phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật, họa trao phải phòng. Gặp cái hạn Thiên La thì dễ bị phá phách không yên, ốm đau bệnh tật không thì khó khỏi, đúng không ạ? Nó gây chuyện là hao tốn tiền bạc. Bệnh thì đều là cái yếu tố là về tinh thần mà gây ra. Quý vị cần phải tu tâm dưỡng tính, thành tâm khấn bái thì mới nhanh khỏi được. Đó. Vậy nên trong thời gian này thì với những nữ mệnh thì quý vị cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Vạn Phúc Chi Nhân là một cái vật phẩm phong thủy của nhà Phật, nó là bằng bạc. Phía trước nó có khắc hình chữ Vạn là biểu tượng của nhà Đức Phật ấy, là vạn điều may mắn, vạn sự tốt lành. Phía sau là cái hình chữ Phúc, tức là sử dụng cái phúc khí của gia tiên, tăng cường cái phúc đức mà mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Ở dưới nó có một cái viên đá ruby, đây là một cái loại đá phong thủy quý, nó mang cái năng lượng dương cao, là một cái loại đá chuyên để dùng cái trang sức phong thủy cao cấp cho nữ giới. Cái Vạn Phúc Chi Nhân khi mang theo bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và được thần Phật che chở độ mạng, giúp hóa giải cái vận hạn xấu như là cái hạn sao Thái Bạch cũng như là cái hạn Thiên La, giúp cho nữ mệnh có một cuộc sống may mắn, bình an, tài lộc hơn. Cái Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể trực tiếp liên hệ với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng. Đó. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó những người tuổi Nhâm Tý 1972 nữ mạng, quý vị có thể sử dụng cái Minh Quang Pháp Bảo mang theo bên mình để được may mắn và hành thông. Đó. Ngoài cái Vạn Phúc Chi Nhân ấy, thì quý vị có thể sử dụng cái Minh Quang Pháp Bảo. Đó. Bên cạnh đó trong năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì cả hai tuổi Phạm tuổi 4953 này thì lại gặp một cái hạn nữa là cái hạn tam tai. Cái hạn tam tai. Và những người tuổi 76 Bính Thìn thì lại thêm với Thái Tuế. Vì thế mà đây cũng là một năm mà cũng khá là chật vật vất vả. Nhưng mà dù sao nói gì thì nói thì những người tuổi Bính Thìn cái vận khí nó cũng không tốt bằng những người tuổi Nhâm Tý 1972. Cái hạn 53 nhưng lại tốt hơn cái hạn 49. Nói chung ấy, cái hạn ấy thì là khó tránh khỏi. Không phải ai đến cái vận hạn thì chúng ta cũng đều gặp xui xẻo cả. Vậy nên là quý vị cứ tin tưởng vào cuộc sống, tin tưởng vào bản thân mình và nỗ lực cố gắng hết sức trong công việc, trong cuộc sống. Tin tưởng vào một cái tương lai tốt đẹp thì chắc chắn cũng sẽ được hóa giải phần nào. Và quý vị sẽ có cái sự yên tâm hơn, không còn bị những khó khăn, những trắc trở nó cản trở mình nữa. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái hạn 4953. 49 chưa qua, 53 đã tới. Trong năm 2024, năm Giáp Thìn, để giúp quý vị có một cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc và tự tin hơn vào trong cuộc sống khó khăn. Đấy, khó khăn và trắc trở này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.